Tối ngày 13 tháng 11, Công an quận 7, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến 5 người thương vong ở khu vực. Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 13 tháng 11, tài xế, khoảng 40 tuổi, điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ quận 7 về huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Khi qua giao lộ Nguyễn Thị Thập khoảng 20m thì chiếc xe tông vào cặp nam nữ đang đi xe máy khiến cả hai té xuống đường. Chưa dừng lại, chiếc xe ô tô tông vào 3 xe máy khác khiến nhiều người té xuống đường. Sau đó, chiếc xe lao nhanh cuốn theo nhiều nạn nhân vào gầm xe. Một lúc sau, chiếc xe ô tô phóng lên vỉa hè, tông đổ giải phân cách rồi lao xuống mương nước mới dừng lại. Tại hiện trường, một người đàn ông tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương nặng nằm kêu cứu, được người dân đưa đến bệnh viện. 4 xe máy cùng nhiều mảnh vỡ văng tung tóe. Tài xế ô tô rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Giao thông trên đường này ùn ứ kéo dài gần 1 km. Nhận tin công an có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn. Đồng thời, điều tiết thông qua khu vực tránh ùn ứ.